Hiện tại thì mình đang có mặt tại tầng 1, trụ sở chính của Dũng Mơ Đi. Và hôm nay thì mình quyết định sẽ làm một thử thách. Đó là các bạn nhìn thấy phía sau không ạ? Rất là nhiều đồ đúng không? Và có cực kỳ là nhiều màu sắc gần gũi thân thuộc với cuộc sống của chúng ta. Vậy là mình sẽ làm một thử thách, đó là xem chúng ta đoán được bao nhiêu màu sắc có ở đây nha. こちらは森くんですね。ズンモリのモリくんです。いくつかの色がありますから、これから紹介したいと思います。はい、まず、これですね。これを見てください。何色ですか?知ってますか?白いです。そうそう。森くんの顔ですね。顔は、本間、群馬ですね。森くんの顔は白いです。白い色です。OK。次は、これ。 見てください。可愛いでしょ?可愛い。これは、メガネ。メガネですね。外見。メガネ。森くんのメガネは何色ですか?白いですね。森くんの顔もメガネも白いです。白いです。白いのも、もう、ちゃん。どうも、mọi người。はい、白いです。OK。 Bây giờ đố các bạn nhé. Đeo kính màu trắng thì mình sẽ nói như thế nào? Đi kèm với động từ đi. Hay, chúng ta học từ vựng là mọi người phải biết cái cách sử dụng của nó nhé. Biết cái kính là megane rồi, biết màu trắng là shiroi rồi. Thế đeo kính màu trắng, chúng ta sẽ nói như thế nào? Shiroi megane o kakemasu. Động từ đeo kính là kakemasu, được chưa? Megane o kakemasu. OK, 次 wa nan daro? Hai, kore. Kore wa nan desu ka? Chotto chisai nan desu kedo, kore o mite kudasai. Kore wa me desu ne. Me wa nani iro desu ka? Me. Hai, kuroi desu. Arigato. 次, kore wa guchi desu ne. Guchi. Mọi người thấy giống hình trái tim không? Kiểu miệng chúng ta chúng chìm ấy đúng không? Guchi desu. Guchi mo kuroi desu. Kuroi, màu đen đúng không nào? 次 wa, hai, kore. Kore wa nan daro? Kore wa hoho desu. Hoho desu ne. Hoho wa nani iro desu ka? Oshiete kuremasu ka? Orange desu ne. So so so. Kore wa orange iro desu. 次 wa kore mite kudasai. Ookii desu ne. Nani iro desu ka? So desu ne. Midori desu. 次 chotto ushiro ni satsuei shimasu. Hai. Kore wa nan desu ka? Kaban desu. Mori-kun no kaban wa nani iro desu ka? Oshiete kudasai. Nani iro desu ka? Kaban. Gi-iro desu ne. Gi-iro, màu vàng. Né, màu vàng. Đeo cặp màu vàng mình nói thế nào nhỉ? Đeo cặp, mình hay có từ đeo cặp sách với mọi người. Thì đố mọi người động từ đeo là gì nhỉ? Seo là động từ đeo cặp sách. Hãy. 次 wa hondana ni satsuei shitai to omoimasu. Chan chan, hondana desu ne. Ookina hondana ga arimasu. Kono hon, mite kudasai. Kono iro wa nan iro desu ka? Màu đỏ mọi người nhá, màu đỏ mình sẽ gọi là akai. Tiếp theo màu đen lúc đấy cũng có nói rồi này, saki itan desu ne. Kuro. Kuro. 次 wa màu trắng là shiro. Shiro, đúng không? 次 wa hai eihon desu ne. Eihon mite kudasai. 1 kara 100 made no eihon. Hai, eihon desu. Kore wa mata aka desu ne. Aka iro desu. 次 wa midori. Hãy, 3 番目は何色ですか? Màu tím phải không cả nhà? Màu tím mình nói là gì nhỉ? Murasaki. Murasaki. Hãy. 次, 4 番は黄色. 黄色. さっき勉強しましたね。黄色. はい、次、新しい色があります。5番目。5番目の色は何色ですか? 青いですね。そうそう。青いです。Aoi. Aoi ne. Hai, đây là túi Stoss của Dũng Mơ Đi và nó rất là đẹp mọi người nha. Hai. Và trên này cũng có khá là nhiều màu sắc, chúng ta thử xem nha. Các màu mà mình đã học rồi, ví dụ như shiroi màu trắng này, kuroi màu đen này. Aoi vừa nói xong đúng không? Aoi là màu xanh, xanh dương đấy. Có một cái màu khá là đặc biệt, đó là màu nõn chuối, đúng không? Màu này là màu nõn chuối đúng không ạ? Hai. Thì theo các bạn, màu nõn chuối trong tiếng Nhật mình sẽ nói như thế nào? Kimidori mọi người ạ. Kimidori. Kimidori là nó lấy của ki trong kido là màu vàng á, và midori là màu xanh, ghép lại với nhau là kimidori với nghĩa là màu xanh nõn chuối. Tiếp những quyển sách ở đây nha. Hãy, thì toàn bộ ở đây chính là các đầu sách
đang phát hành và độc quyền của Dũng Audi. Có rất là nhiều các đầu sách ở đây ạ. Không biết là các bạn đã sưu tầm được bao nhiêu đầu sách của Dũng Audi rồi, và mọi người có cảm nhận, có đánh giá như thế nào thì cũng comment xuống bên dưới cho mình biết với nhá. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với thử một quyển bé nhất ở đây đi. Bé nhất mà là một quyển cực kỳ có võ nha. Đó là quyển giao tiếp tiếng Nhật đột phá, gọi là về Kaiwa đấy mọi người, quyển Kaiwa. Và màu sắc chủ đạo của quyển này sẽ là màu hồng, thấy không nhá? Hãy màu hồng. Màu hồng là gì nhỉ? Hình như lúc này chúng ta chưa nói đến màu hồng đúng không? Cả nhà có biết màu hồng là gì không? Pink ですね. Trong nhóm Blackpink ấy mọi người, pink là màu hồng. Ok です. Tiếp theo, một màu rất là rực rỡ đây. Tổng ôn N5. Rồi, tổng ôn N5 của chúng ta có màu vàng đúng không? Màu vàng sẽ là Kiiro. Kiiro. Hãy. Tiếp theo, có N5 rồi thì phải có N4 đúng không? Chúng ta sẽ học lên cấp độ tiếp theo là N4 です. Tổng ôn N4. Hãy. Tổng ôn N4 có màu gì đấy mọi người? Ok, màu tím sẽ là Murasaki. Murasaki ですね. Tiếp theo đến quyển N3 này. Có bạn nào đang học N3 không? Gungun jotatsu kanji N3. Chữ Hán N3 nha. Và có màu xanh, đúng tông màu chủ đạo chính của Dũng Audi luôn đúng không? Đó là màu xanh Midori です. Midori. Hãy. Có thể Dũng nữa nè, Dũng sensei. Hãy. Tiếp theo chúng ta sẽ sang hàng bên này nha. Hãy. Đã có kanji rồi thì sau khi học xong mình sẽ có một cái luyện đề đúng không? Bao gồm có kanji này, rồi là mojigoi và bunbo, chữ Hán, từ vựng và ngữ pháp của N3. Thì màu sắc của nó sẽ thay đổi rồi đúng không? Đây là màu xanh dương đúng không? Màu xanh dương mình sẽ gọi là aoiro desu. Hai. Tsugi, hai quyển tiếp theo nào. Hai quyển này, hai quyển N2 nha. Bao gồm một quyển chữ Hán và một quyển luyện đề chuyên sâu. Hai, hai quyển sách của N2. Chan chan, rất là đẹp đúng không? Sách cực kỳ dày dặn mọi người nhá. Hai quyển này thì có gọi là màu gì đây? Màu cam à? Màu cam hay màu vàng ấy nhở? Theo màu cam đi, mình gọi là màu cam đi nhá. Orange. Hãy, orange desu. Ok. Và cuối cùng, N1 đây, cao thủ N1 có bạn nào không? Bạn nào đang học N1 nào? N1, luyện đề chuyên sâu của N1 nha. Có màu đỏ. Màu đỏ là màu của may mắn đúng không? Và mong là các bạn sẽ học xong quyển sách này và đặt mang tên trong GVT. Màu đỏ mình sẽ gọi là Akai. Akai. Hãy, ok. Còn một phần cuối cùng, một cái câu đố cũng rất là khó, đó chính là chang chang, có chi ra desu, mite kudasai. Hãy. Cái này thì rất là quen thuộc đúng không? Nhưng mà nhiều bạn sẽ chưa biết gọi tên của nó trong tiếng Nhật đâu. Có thể ngày nào các bạn cũng nhìn thấy đúng không? Ở công ty rồi là ở nhà của mình cũng có luôn. Vậy tiếng Nhật gọi là gì nhỉ? Bình chữa cháy. Hãy, bình chữa cháy. Shokaki desu ne. Và màu sắc của nó là màu gì nhỉ? Hãy, akai desu ne. Akai desu. Akai shokaki desu ne. Hãy. 今日はここまでですね。バイバイ。